to have you to be here. It's my second time here in Vietnam. Nice to meet you. Mọi người, Danica nói là xin chào mọi người, và đây là lần thứ hai Danica đến Việt Nam rồi. Và Danica cảm thấy là hơi hồi hộp tí xíu, và thật sự là rất là vinh dự khi mà có mặt trong show diễn ngày hôm nay. So, you are not only a famous actress, but you still also work with so many luxury brands worldwide. So, what made you agree to become a special guest for this event tonight? First of all, I love the brand, I love the design, and it's a good opportunity for me to come and meet all my Vietnamese fans once again. And it's the 10th anniversary, so that is huge, and I want to be a part of this event as well. Manavika vừa mới nói rằng là đầu tiên thì cái ý quan trọng nhất đó chính là đây là kỷ niệm 10 năm của Hatchet, và thực sự đó là một cái điều tuyệt vời khi mà Manavika có thể là một phần của show diễn ngày hôm nay. Và điều thứ hai thì là Manavika rất là muốn gặp lại fan của mình, tại vì Manavika đã đến Việt Nam lần thứ hai, và hôm nay đây là một cái cơ hội để mà cô ấy có thể gặp được các fan Việt Nam của cô ấy. Và chắc là mọi người đã cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà có sự xuất hiện của Manavika ngày hôm nay đây, đúng không ạ? So you, I wanna say like you have so many Vietnamese fans, and I'm one of those. Thank you so much. Can you say something in Vietnamese for us? I just know one word. I always keep telling that, but I wish in the future you guys can teach me more words. For now, I know Xin chào Việt Nam. Danica muốn nói nhiều hơn nữa, và nếu mà mọi người chỉ cho Danica thì Danica sẵn sàng để học và để có thể nói được nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn với tiếng Việt của chúng ta. Và hồi nãy mình nghe có bốn chữ Xin chào Việt Nam thôi mà thật sự là mình rụng rồi, đúng sao mà nói chuyện dễ thương đến thế. Thật sự cho mình hiểu, đứng ở đây mình hiểu lý do vì sao mà cô ấy có gần 18 triệu follower trên Instagram, một con số mà ai ai cũng rất là mơ ước. Và thật sự là can you share something about your dress today? My dress is designed by the most gorgeous designer, as you know, but I have some of my own opinion as well, but most other own designs, and I have no comment at all because it's always beautiful already. This made me feel beautiful in this dress, and yes, comfortable at the same time. Okay. So mọi người có thể thấy rằng là Mai Danica có chia sẻ là bạn ấy, cô ấy có rất là nhiều cái ý kiến khi mà bàn luận về cái thiết kế mà cô ấy sẽ mặc, nhưng mà khi mà mọi người đưa cái thiết kế này cho cô ấy và cô ấy không có cần phải bàn luận thêm bất kỳ một điều nào nữa, tại vì thiết kế quá đẹp là một, mà lại còn rất là làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái khi mà diện nó. Oh, so nice. Mọi người đã biết tại sao là ngày hôm nay. Yeah, you don't know that I'm your fan, so I feel so happy when I can stand here and talk to you. Okay, so on behalf of Hatchet Fashion, we would like to say thank you for being here tonight. In Thai, it's been khop khun thi mai na kha, right? Khop khun thi mai na kha. Khop khun thi mai na kha. Thank you for being here tonight. Okay, hopefully to see you in Vietnam again very, very soon, please. I hope so. Okay, thank you mọi người. Hãy cùng chào với tay cho Mai Danica. Thank you so much. And now, please stay on the stage, and we want to take a photo group with our special guest. Yes, of course. Okay. Mọi người ạ, bây giờ thì cho phép mình cho xin được mời các khách mời đặc biệt của chúng ta hiện nay sẽ lên đây để có thể chụp hình lưu niệm cùng với Mai Danica. Cho phép mình cho xin được mời siêu mẫu Thanh Hằng, nhà thiết kế Trà Linh, xin được mời chị Lý Nhã Kỳ, và xin được mời ca sĩ Hồ Ngọc Hà để cùng lên sân khấu. Chúng ta có một tấm hình group cùng với khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, Mai Danica.
tôi xong rồi nha. Hết nhiệm vụ mới bà rồi nha. Không ai chiều của bà như tôi hết á. Về đây. Bye bye. Lên sân khấu để chụp một tấm hình group cùng với chúng tôi. Chị Lít Nhã Kỳ ơi. Béo lắm các bạn. Hết rồi, tôi đi về, tôi lại chị bán hàng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã có mặt để tham dự anh đưa video fashion show. Nơi nghỉ của thương hiệu. Tôi đi về. Cùng với Lan Quê và T Production, Bắc Nguyễn Production, Hey Hey Media có hợp thực hiện. Hy vọng là tất cả các vị trời ơi, có nhậu đâu chung. Tôi quay mấy cái váy cưới cho mấy bà giòm này. Mấy bà điệu này. Mấy bà đơn giản sang trọng này. Mấy bà con nhà Trâm Anh Thế Việt đeo này này. Mấy bà sexy này. Đây, những bà lùn mà còn tôi thích điệu này. Đấy. Tôi quay cho mấy bà giòm nha. Mấy bà là lùn, mét rưỡi đeo này đẹp này. Đây, những cô gái xinh đẹp đây là chị. Bà nào xinh đẹp nhẹ nhàng này. Thấy chưa? Tôi đi về đây. Đó, còn bà nào lồng lộn đây. Bà nào lùn đây. Mấy bà lùn vào đây. Đây. Đẹp đây. Xong chưa mấy má? Con chiều mà các má quá rồi. Thì con còn về. Mày lấy vợ chưa? Mày quay chi? Thôi tôi đi về. Hello em mình. Quá trời ơi. Tao quay đi sạc hai cái tay tao rồi. Tụi nó bảo nè, nó bảo á, vô bà Trang á, bà Trang đang livestream, nó nhắn trong đây á. Thế là chúng mày cắt của tao à? Đâu có đâu bà. Trời ơi. Ba tao chơi chơi luôn chịu quá trời trời. Đi về. Em là chị mình. Ôi trời đất ơi. Đi về. Ngồi đâu? Em ngồi ở cái chỗ quay livestream đẹp nhất. À vậy hả? Cái chỗ góc đường. Em thì xong rồi là giờ về để đi Cần Thơ mai chỗ bà giao á. Tao bảo tao đi vầy mà không quay ai nữa. Này béo không? Tôi về tôi tắm rửa đi Cần Thơ. Tao cần đi Cần Thơ mà nữa kìa. Tao lại chúng mày ấy, mấy con quỷ. Trời ơi, tao like cho chúng mày 1.5 tiếng rồi, tao muốn chết chúng mày rồi. Mà hết wifi rồi. Hết wifi rồi tao đi về. Không ai chiều chúng mày hết á. Tối tao về tao chửi chẳng. Chờ tí. Tí tao về tao live stream tao chửi cho nghe. Quên giời. Trời ơi, cái hầm xe ở chỗ này mọi người ạ. Cái hầm xe ở chỗ này này. Ui rồi tao nói cái hầm xe ở đây. Nó khủng khiếp. Đi vào đường nào nhỉ? Đi thôi, bye bye cả nhà. Cái hầm xe ở đây nhé, ta nói nha. Để kiếm được một chỗ đậu xe hôm nay mất 20 phút.